You look. Em chào anh. Bắt đầu chính xác là từ ngày em cảm thấy hơi hụt hẫng ạ. Muốn chụp ảnh ở đây tất cả các em bé. Cái này là để thể hiện ước mơ của các em bé là bay lên vũ trụ ạ. Giải nhì ạ. Em cảm thấy hơi hụt hẫng ạ. Trại lần này muốn em chia sẻ là cái photo